Anh ơi, anh học công nghệ thông tin ạ. Đúng em, sao thế? Có job gì cho anh à? Không anh ạ, em vừa chia tay người yêu. Anh hack Facebook nội hộ em được không? Anh hack Facebook nội hộ em được không? Hả? Chào tất cả mọi người, mình tên là Trang. Mình là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Quốc tế VTech FPT. Mình tên là Quang Anh, hiện tại mình đang học năm thứ tư của Đại học Bách khoa Hà Nội. Mình tên là An, mọi người thấy còn mình là Andy. Mình cũng là sinh viên công nghệ thông tin ở trường VTech FPT. Còn mình là Minh, mình mới năm 2 thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin chào các bạn, mình tên là Hưng. Mình là Huy, mình 23 tuổi. Mình là Vinh ạ. Và mình đang là sinh viên năm 2 của trường Kinh tế Quốc dân. Nhưng mà mình học khoa công nghệ thông tin. Mình Quang Anh, mình học ở Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Năm nay mình có 22 tuổi. Mình đã đi thực tập part time cũng gần được 1 năm. Và mình cũng vừa học vừa làm. Mình cũng nói chung là mình làm nhiều nghề. Và về ngành IT thì mình mới làm được có 4 năm. Năm nay mình có 22 tuổi. Nani? Thì mình học ở đã từng học ở trường đại học FPT và mình đã làm được nghề lập trình được 10 năm rồi. Wow. Mình đang học ở học viện kỹ thuật quân sự và mình đã làm dev được 1 năm rồi. Hôm nay bọn mình sẽ có một chương trình là suy nghĩ của mọi người về ngành IT. Dần IT mà lại đi nhờ cái Win hả anh? Chán anh, IT mà không biết cái Win. Thì thật ra thì ngành IT này thì cụ thể là lập trình viên như chúng mình thì không cần phải biết cái Win. Nhưng mà hầu như thì bạn nào biết cái Win cả. Anh cũng biết cái Win. Em còn không biết cái Win ấy. À là thật luôn là anh không biết cái Win. Sinh viên IT kiểu lừa à? Em có biết cái Win không? Em biết chứ. Cái Win chỉ lách nách thôi mà. Ừ, bấm vài nút. IT thì chắc chắn phải cài Win, phải biết cài Win chứ nhỉ? Đúng không? Không thì cứ hơi tí lại lỗi thì chắc chắn phải biết cài lại Win rồi. Nhưng mà tại sao IT lại phải biết cài Win này nhỉ? Theo anh thì tất nhiên là không cần biết phải cài Win thôi, bởi vì có thể có những người dùng Linux hay có những người dùng macOS cơ mà. Sao phải biết cài Win nhỉ? Nhưng mà em cài cái đấy em phải mang ra quán ấy. Có một lần em cài Win mà em mua một cái USB ấy mà nó là 150.000. Nó mang ra quán cài có 100.000 à. Mà em mang về em còn không cài được. Thế là em quyết định cài mà ra quán cài. Dù là dân không nhận tin. Anh không dùng iPhone. Người nhà em khuyên con gái không nên theo công nghệ thông tin cơ mà lỡ mê rồi. Cái này thì em nói đi. Thôi anh nói trước nữa. Con gái theo công nghệ thông tin đi, bên này ít người ít con gái lắm. Buồn lắm. Theo anh ấy thì công nghệ thông tin thì con gái ở trong ngành công nghệ thông tin là phổ hiếm nên là ít nhiều gì đấy cũng sẽ có những cái sự ưu ái. Wow. Oh my god. Wow. Có cảm hứng làm việc hơn nếu mà làm việc các bạn con gái. Have you ever had a dream that you had mà con gái mà theo công nghệ thông tin thì ở đây nhiều nam lắm, đến tha hồ mà lựa. Đấy là về phía anh, vì bởi vì con trai cũng như là trong team dev của anh ấy thì không có bạn nữ nào và anh là muốn có một cái đóa hoa ở trong cái nhóm đấy. Anh nhận em không em? Anh nhận em không em? Lừa hết. Theo em thì việc con gái học công nghệ thông tin nó cũng có nhiều cái bất lợi hơn, bởi vì con gái việc chịu áp lực không tốt lắm. Hoặc là về cái vấn đề thời gian ấy, với lại là có nghĩa là việc suy nghĩ của con gái có thể là không thông minh bằng con trai. Thế là việc học lập trình nó cũng bất lợi nhiều. Mọi người vẫn có cái quan niệm rằng là con gái không nên theo ngành này. Nhưng mà thực ra em nghĩ là kiểu mình theo vì đam mê thôi, có nghĩa là đâu chỉ mỗi con trai có thể học được công nghệ thông tin. Đúng. Mà con gái có thể học được. Lỡ kiểu đã thích rồi thì kệ đúng không? Theo thôi. Sao phải xoắn? Học công nghệ thông tin thì xác định mấy ông quay ra.
yêu nhau chứ làm gì có gái. Đúng đâu. Cô gái cũng 3 chấm ý là gì? 3 chấm là sao anh ạ? Cái này thì phải hỏi người comment rồi. Ý là gái, ý của gái đi không xinh á? Có thể là bạn ý nghĩ là gái đẹp nó sẽ không nữ tính bằng con gái này khác. Hoặc là không xinh bằng. Only you. Anh thấy nhiều bạn cũng xinh đấy à. Em có tự thấy mình xinh không? Không tin. Có IT có gái, có con gái học và có gái xinh, yên tâm cứ học IT đi, không sợ phải lo quay ra yêu nhau đâu. Đéo tin. Anh ơi, anh học công nghệ thông tin ạ. Đúng em, sao thế? Có dốc gì cho anh ạ? Không anh ạ, em vừa chia tay người yêu, anh hack Facebook đơn hộ em được không? Anh hack Facebook đơn hộ em được không? Hả? Học công nghệ thông tin phải biết hack Facebook chứ. Kẹp bộ. Cái này thì mình được hỏi về hack Facebook cũng là khá là nhiều. Bảo mật nó lại một ngành như anh hồi nãy vừa nói thì bảo mật nó lại một ngành nhỏ riêng nên là không phải ai cũng biết bảo mật đấy. Đẹp chưa chắc bảo mật đã tốt đâu. Em đã bị ai nhờ hack Facebook chưa? Em chưa. Em đã hack Facebook của ai chưa? Em cũng chưa luôn. Em biết hack Facebook không? Cái đấy thì em đang bổ sung. Ui, em đang học hack Facebook không? Em trong quá trình bổ sung tại vì em học bắt đầu. Wow. Ai yêu con bé này thì cũng cẩn thận nhá. Facebook không hack được đâu. Anh còn mất mấy phần. Hả? What the hell? Thế thì em chịu. Anh nhấn vào cái gì ở bên Facebook ơi? À, tại mấy cái link nó bắt mắt quá. Bắt mắt mắt quá. Mắt mẻ quá. Đầu linh học tập. Em cũng một cái bài học tập. Anh ơi cho em hỏi, học IT sau ra trường được mặc định Nghìn đô đúng không ạ? Bạn đoán xem mình thực tập là bao nhiêu đồng? Cái ô đây chắc là đồ Mỹ đúng không? Mẹ nghĩ là đồ Mỹ rồi. Anh nói đi, anh đi làm rồi mà. Em chưa đi làm. Nói thế nào nhỉ? Lương mặc định $1,000. Đúng, nếu có những người mà có thể sau khi ra trường và nhận được mức lương $1,000 luôn. Nhưng mà người ta phải đầu người ta toàn sỏ. Toàn sỏi lắm. Đấy. Tức là người ta đi đường người ta lắc một phát hoặc kêu cái cục cầm ấy. Đấy. Đấm vào đầu người ta khéo là gãy tay. Chứ người ta không vỡ được đầu thì mới ra trường luôn được $1,000. Ra đúng là tại Việt Nam ấy thì hiện tại là ngành lập trình đúng là ngành. Chỉ có ngành lập trình nhá, IT thì nó có nhiều ngành nhưng mà ngành lập trình thì nó là ngành hot hiện tại. Còn các ngành IT khác thì có thể lương không cao. Lập trình và DevOps hiện tại là hot nhưng mà không phải ai xong ra trường cũng được lương $1,000 cả, bởi vì còn tùy thuộc vào trình độ của mình nữa. Xin cảm ơn và chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người và chúc mọi người sẽ chọn được một con đường đúng dành cho mình, ví dụ như ngành IT. Màn reaction của bọn mình đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Không, thế thì nếu mà chào tôi thì dùng câu vừa rồi thôi thì anh phải nói lại. Anh nói lại cũng được, em vẫy tay là được. Không, thì em nói đi, không để anh vẫy tay là được. Ok, chào mình. Và reaction của chúng mình đến đây là kết thúc. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.